3 giờ sáng em nhắn tin hỏi bài anh Lực. Anh Lực vẫn trả lời rất nhiệt tình. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Thật ra trong suy nghĩ của em, hồi xưa là muốn học tiếng Anh tốt là phải đi học với người nước ngoài. Nhưng mà em tốn cả 100 triệu. Được gì vậy? Được gì vậy? Em thường hay lên mạng và đọc bài mẫu. Tuy nhiên thì khi gặp một đề tương tự như vậy thì em không bắt chước được. Em học tiếng Anh thì cũng lâu rồi mà em toàn học theo cái kiểu là scanning với lại skimming á. Thì học mà cày quá trời đề luôn mà nó không có lên điểm gì hết trơn á. Mà học xong còn hoa mắt mới nhức đầu mà vẫn không hiểu là mình học cái gì hết trơn. Thì 3 lần writing đều 5.5. Mà không hiểu tại sao. Tiền thì em lên group tự học IELTS để xin lời khuyên của các bạn. Và hầu hết những ý kiến đều chỉ em qua IELTS định lực. Bạn gái em học trước sau đó rủ em theo. Có anh Hải Đăng, giảng viên có tiếng ở Hà Nội giới thiệu anh Lực thì em đăng ký học thôi. Đa số mấy bạn học tiếng Anh giỏi giỏi xịn xịn ở trường em thì toàn học ở đây thôi. Nên là mấy bạn giới thiệu thì em đi học. Là phương pháp linear thinking áp dụng tư duy toán học vào việc học Anh văn. Thật sự là em không tưởng tượng được có phương pháp lạ như vậy luôn. Em học được một phương pháp mới giúp cho các ý của em có thể liên kết lại với nhau. Và khi em viết một câu thì các câu khác có thể tuôn ra và em không cần viết lan man như trước. Có lẽ là cái mà em cảm thấy là tâm đắc nhất khi mà được học ở đây đó là không cần vốn từ vựng quá nhiều nhưng mà mình vẫn có thể đọc tới đâu, hiểu tới đó và làm bài một cách rất là chính xác. Mình thích tuyệt chiêu chấp hết đề của anh Lực. Cho dù không có kiến thức xã hội về chủ đề đó, nhưng mà mình vẫn có thể nghĩ ra ý tưởng và làm bài ngon lành. Bài đẹp. Theo em nhớ nhất là cái lần đó em gần thi thì anh Lực có kêu em lên và chỉ riêng cho mình em. Sau đó anh Lực còn mua cho em một ly coi nữa để chúc em may mắn. Trong suốt cái thời gian học ở đây thì cái điều mà làm em nhớ nhất hay còn nói là ám ảnh nhất á là thầy lúc nào cũng năn nỉ mà học quá giờ, mà thật ra là năn nỉ một cái rất là ép buộc. 3 giờ sáng em nhắn tin hỏi bài anh Lực. Anh Lực vẫn trả lời rất nhiệt tình. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Này bạn ơi chưa ôn IELTS thì học ngày đón. Này bạn ơi IELTS chưa cao thì học ngày đón. Phải làm sao để tăng bên nhỉ, đến ngày đó ta vẫn tự kỳ. Này bạn ơi chưa ôn IELTS thì học ngày đón. Học IELTS cùng tư duy toán và công nghệ, đến đón ngay nhé.